Hôm nay chúng ta sẽ làm một chủ đề có vẻ hơi mạo hiểm, đó là những sự thật thú vị về phái nữ. Có gì sai sót mong các chị em thông cảm, cho ít gạch đá thôi nhé. Cánh mày râu thường nói đùa rằng phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Và sau đây là những sự thật thú vị về phái nữ. 1. Nữ giới có thể phân biệt màu sắc tốt hơn nam giới. Tế bào hình nón ở võng mạc giúp ta cảm nhận màu sắc và thích ứng nhanh với những thay đổi về cường độ ánh sáng. Thông tin về các tế bào này được chứa chủ yếu trong nhiễm sắc thể X. Chính vì vậy, phụ nữ, người có hai nhiễm sắc thể X, có cảm quan về màu sắc tốt hơn, trong khi số lượng này ở đàn ông chỉ có 1. 2. Chịu đau giỏi hơn. Phụ nữ chịu đau giỏi hơn đàn ông gấp 9 lần. Thế nhưng, điều này không phản ánh thể trạng khỏe mạnh mà phản ánh hoạt động của não bộ. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng nữ giới và nam giới ghi nhớ trải nghiệm đau đớn khác nhau. Trong khi nam giới thể hiện sự căng thẳng và nhạy cảm khi nhớ về, thì nữ giới có xu hướng quên nó đi nhanh hơn. 3. Khả năng tiếp nhận ngôn ngữ cao hơn. Phụ nữ có khả năng ăn nói lưu loát hơn đàn ông. Khoa học đã chỉ ra rằng, so với nam giới, nữ giới có mức protein ngôn ngữ ở vùng não trước cao hơn. Vùng não này đóng vai trò chủ chốt với các hoạt động ngôn ngữ của con người. Chính vì thế, trung bình một ngày, người phụ nữ có thể nói khoảng 20.000 từ trong khi con số này ở đàn ông là 13.000 từ. Thấy khủng khiếp chưa? 4. Sức bền. Một số nghiên cứu cho thấy nữ giới có khả năng tập những bài tập về sức bền lâu hơn nam giới 75%. Lý giải cho điều này là do hormone estrogen ở nữ giới giúp chống lại sự mệt mỏi của cơ bắp. 5. Da nhạy cảm hơn. Về cơ bản, da của phụ nữ sẽ mỏng hơn da đàn ông 25%. Điều này khiến cho da trở nên nhạy cảm khi chạm vào hoặc dễ bị kích ứng bởi các tác nhân khác. Sự nhạy cảm này cũng khiến da dễ bị lão hóa, hình thành nếp nhăn do sự thiếu hụt collagen khi lớn tuổi. 6. Khả năng đọc vị đối phương. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng nữ giới có khả năng đọc vị cảm xúc và suy nghĩ người đối diện nhờ ghi nhớ sắc thái khuôn mặt. Điều này giúp họ có thể đồng cảm với mọi người và giao tiếp dễ dàng hơn. 7. Ăn trung bình 1,8kg son trong cuộc đời. Trong quá trình sử dụng son, bạn có thể vô tình nuốt son vào bụng. Số lượng son trung bình mỗi phụ nữ nuốt vào trong cả cuộc đời là 1,8kg. Đương nhiên, có người sẽ ăn nhiều gấp đôi, gấp 3 bình thường. 8. Không thích đương đầu với rủi ro. Lý do là phụ nữ thường do dự, không quyết đoán khi phải đưa ra quyết định, vì vậy mà họ thường không thích những phương án mang tính rủi ro cao. 9. Lý do khiến đàn ông tăng cân. Rất nhiều đàn ông sau khi có mối quan hệ yêu đương lâu dài hoặc kết hôn đều trở nên phát tướng. Nguyên nhân chính là do phụ nữ đã thể hiện thiên chức chăm sóc gia đình quá đà, đặc biệt là trong việc ăn uống. 10. Ưu tiên thời trang hơn sự thoải mái. Bạn luôn thắc mắc vì sao trời lạnh mà rất nhiều chị em chỉ mặc quần tất mỏng dính. Lý do là vì đẹp. Chiếc quần tất dày dặn, ấm áp có thể khiến họ thoải mái nhưng lại trông không thời trang. Ở lĩnh vực này, phụ nữ chọn sự thời thượng thay vì thoải mái. 11. Phân biệt mùi tốt hơn đàn ông. Phụ nữ được ưu ái có khứu giác hoạt động nhạy bén tốt hơn nam giới vì họ có thiên chức chăm sóc gia đình. Khi phân biệt được các loại mùi hương, họ sẽ biết được thứ gì có thể sử dụng được, thứ gì không. Nên các ông có gì là phải cẩn thận đấy nhé. 12. Não bộ nữ giới nhỏ hơn. Nghiên cứu mới đây từ Hà Lan đã chỉ ra rằng, não bộ của nữ giới thực sự nhỏ bé hơn nam giới tới 14%. Dù có kích cỡ nhỏ hơn nhưng khả năng xử lý thông tin của phụ nữ lại ưu việt hơn. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng bạn có thể nói dối phụ nữ, chỉ bằng vài chi tiết nhỏ, họ có thể trở thành một nhà thám tử tài ba. Các ông liệu hồn đấy. 13. Phụ nữ sống thọ hơn đàn ông. Ở Mỹ, năm 2015, tuổi thọ trung bình của nữ giới là 81,2 so với nam giới là 76,4. Lý giải cho điều này, cụ thể estrogen ở phụ nữ giúp làm giảm lượng cholesterol có hại và làm tăng cholesterol có lợi, từ đó làm giảm nguy cơ tim mạch. Mặt khác, testosterone ở nam giới lại làm tăng lượng cholesterol có hại trong máu và giảm lượng cholesterol có lợi, làm cho nam giới có nguy cơ cao hơn đối với các bệnh về tim mạch, huyết áp và đột quỵ. Phụ nữ thường mắc phải các bệnh mãn tính nhiều hơn nam giới, nhưng bệnh mãn tính ở nam và nữ cũng có sự khác biệt. Các căn bệnh mãn tính ở phụ nữ ít nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, trong khi bệnh mãn tính ở nam lại dễ dẫn đến tử vong hơn. Bên cạnh đó, phụ nữ có ý thức về sức khỏe hơn nam giới, họ nhận thức được sức khỏe thể chất và tinh thần của mình rõ hơn. Điều này mang lại cho phụ nữ một lối sống lành mạnh và sự chăm sóc sức khỏe tốt hơn nam giới. Còn đối với nam giới, họ luôn tận dụng mọi lý do để trì hoãn điều trị và ít tuân thủ quá trình điều trị hơn. Cho nên nam giới dễ hẹo hơn nữ giới là đúng rồi. Trên đây là một vài sự thật thú vị về phái nữ, hy vọng các anh em sẽ hiểu hơn về người bạn đời của mình. Sao tôi thấy cái gì cũng hơn phái nam thế nhỉ? Tôi chỉ dám nói tới đây thôi nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Hãy like và đăng ký kênh khi thấy video thú vị nhé.